Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một quả đầu, đó là layer và đuôi nhọn. Đầu tiên chúng ta sẽ kẹp lên để phân chia giữa tốt và sai để dễ dàng hoạt động. Chúng ta sẽ đóng lưỡi để đi khoảng màu thứ nhất, tại vì tóc này cũng vừa mới cắt tầm khoảng 10 ngày. Cắt ở đâu thì mình không biết. Lần này mình sẽ làm clip cắt nguyên một bên. Và sau đó chúng ta sẽ đóng nửa lưỡi để phá ngắn và có thể đóng mở linh hoạt để phá ngắn. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cữ số 1/2 4.5mm để đi khung phía trên. Chúng ta sẽ làm sạch phần khung để dễ dàng tạo hiệu ứng. Và tiếp đến chúng ta sẽ dùng cữ số 1 3mm để đi khoảng màu số 3. Với cữ 3mm chúng ta sẽ đi dài hơn, đó là khoảng tầm 2cm. Và sau cùng là chúng ta sẽ đi cữ 0.5mm để phá ngấn vừa tạo ra. Khi phá ngấn thì chúng ta luôn luôn phải đóng mở linh hoạt, cần gạt để làm sạch những vùng mà mình mong muốn, chứ không nhất thiết là phải cứ nửa lưỡi. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng chấn viền để làm sạch phần trên và đi nét phần mai. Phần liên kết giữa tốp và sai thì chúng ta sẽ dùng tông lược, kê tông lược. Chúng ta cứ kê từ từ, khi nào nhìn nó thẳng thành là ok.
theo mình thì chúng ta nên đi lược theo hướng tóc mọc, xuôi theo hướng tóc mọc như trên clip của mình. Và bây giờ là đến công đoạn của cái tỉa thần thánh. Chúng ta sẽ tỉa từ dưới lên trên, tỉa cho hai bên chai nó mềm mại và có thể kiêm nhặt sạn. Đầu của bạn khách này sẹo li ti rất là nhiều, chắc hồi nhỏ bị té xe, té suối. Ông bạn khách này rất là thích kiểu đầu gáy nhọn như mũi tên đâm thẳng vào tim các cô gái. Tiếp đến chúng ta dùng chấn viền để làm cho cái gáy nó thật sắc nét, thật nhọn vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt mái. Mái khách yêu cầu ngang chân mày. Chúng ta sẽ lấy ngang một lượng mái ít để cắt cho nó dễ cắt. Sau đó chúng ta sẽ lấy lớp tiếp theo. Chúng ta sẽ lấy đó là độ dài chuẩn và chúng ta sẽ cắt dọc theo từ trán ra xoáy. Thank you.
chúng ta sẽ cắt theo phương ngang từ xoáy ra trước chán theo đường chuẩn mà chúng ta đã lấy từ trước. Bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh hai bên sao cho nó phù hợp, không thừa ra nhiều quá. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng kéo tỉa để tỉa tóc cho nó mỏng bớt phần ngọn và tạo ra texture khi chúng ta vuốt sáp, hoặc là chúng ta sấy nó cũng dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cạo và sấy tạo kiểu cho khách. Về kỹ thuật sấy thì chúng ta cứ đưa lệch ra phía sau và cho gió nó hướng ra phía trước, thổi ra phía trước để tạo những lọn tóc nó cong đều từ sau ra trước để tạo độ phồng cho mái tóc.
clip chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Bye bye.